cảnh mà mày ngồi im đấy buồn cười. Mày ngồi im đấy làm sao? Bài kia lúc đầu đã ra được như thế nào trong? Bài nào? Bài anh phải tăng ấy. Đôi khi lòng em sẽ thấy đôi khi tình yêu sẽ chẳng ngọt ngào. Đôi khi là buồn trong đêm một mình. Vì sao anh chẳng nói gì? Lâu đôi bờ mi mắt ướt nhạt nhòa. Đừng buồn vì anh vẫn đây cùng em nơi tìm hiến nhà. Cố gắng vì em thật nhiều, vì đã yêu nhiều đến thế. Sẽ nhớ đúng không? Anh sáng tác sẽ nhớ rồi. Nhưng mà nhớ làm thêm một đoạn chuyển tông nhá. À đấy, anh đang định nói với em đây. Nhất là cái tiếng nhịp kia ấy, không sao bé lại được. Tại vì nó dính vào piano rồi. Có một cách nhưng hơi tốn tiền thì khối lại cover 4-5 lít thôi. Ừ thì làm thôi. Có đồng ý không? Đấy, định bảo em cả bé nhưng mà quên. Đó. Thì mình thằng em anh trong Sài Gòn thằng Tùng Giang ấy đấy, thằng này nó làm nhanh với cả nó lấy rẻ, trong Sài Gòn lấy rẻ ấy. Còn miền Bắc cũng lột nó 1 triệu mấy. À, thế nó có phiêu đoạn nào để mà lên tông chuyển tông không được không? Cái đấy anh dặn nó mà, cái đấy mình sẽ làm một đoạn lên tông sau được khúc 2 lên tông. Anh sẽ bằng cách nào đấy anh sẽ